Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2019. Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc bàn trang điểm, thường gọi là bàn phấn, bàn trang điểm cũng được, bằng gỗ vụ mẫu bông lúa. Chiếc bàn phấn này được Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong, và cũng là bàn phấn này cũng đã có chủ nhân, đó chính là chú Dũng, chú ở phố Cửa Bắc ở thành phố Hà Nội, phố Cửa Bắc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chú đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và chú Dũng thì là cũng là khách hàng đã đặt hàng Thành Luân chúng tôi là rất nhiều các đơn đặt hàng, ví dụ như các bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim bằng gỗ vụn ta Quảng Bình, hàng siêu VIP và còn rất nhiều các sản phẩm khác. Ngày hôm nay tiếp tục là một chiếc bàn trang điểm được là chú là mua để tặng cô trong dịp Tết Nguyên Đán này đâu. Rất đẹp, đây là mẫu bàn trang điểm bằng gỗ vụn mẫu bông lúa. Khách hàng nào có nhu cầu về mẫu bàn trang điểm này liên hệ với Thành Luân chúng tôi và đưa ra yêu cầu là mẫu bàn trang điểm bông lúa, mẫu bông lúa và gỗ vụn rất chìa đẹp và sắc nét, và cũng có hai cánh mở cộng với ba chiếc ngăn kéo. Mà thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Quý khách đừng quên đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi YouTube, vào kênh YouTube của Thành Luân tôi cho nó đăng ký kênh. Cái gì ông ơi? Dạ. Vâng, thay mặt Thành Luân thì xin chân thành cảm ơn các khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ, và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.